Ok ông bố nè, ngày nay dương mình cụt ở Accord 150W bông bố, mà đó là xa xa nó tầm mặt tắc nè, Accord 150, sẽ đi cho thì thầm mấy 150W tặng ông bố tầm mặt tắc xa xa, mình tràn crop ông bố, mình chẳng rõ ai tràn nâng ở mạng bàn nè, nâng ngay nè, của Accord đấy thì mình rôn xa lắm vía nè, bác sẽ lọt lô thế xa lên với cổ to đấy nhưng mình bị tạo thập xa xa lên với em nâng ngay, hồi tức có mình ổ bà lơ, SDM phê muối đó là ông bố bán chất tăng á, bán chất tăng mà đó lấy này, dương cô miên ở chị ấm cô chất chiến nếu bán tăng được cái này, toàn pra thế, bán được mấy này, toàn pra thế, chết chết nhanh bán tăng này, toàn cho thế này, cho bây giờ này, toàn cho là 2 tế này, sẽ toàn cho thằng sẽ toàn bán tăng lụt này, sẽ chị ấm đọc rắm thằng lên dưới có nhẹ sạch đấy, bộ ôn đang ấy tôi có miếng challenger của mùa đời ha quay bẫy quay sri và sân sri này có miếng sao tao bán tăng lụt đúng không con trời trời mưa đã em mong con mà âm ra bé còn khọp khọp đấy ấp này đang ấy hãy tôi có miếng chị ấm này chị ấm sao tao bán tăng lụt đúng không con này chị ấm bay sập bầm vỡ vậy này cô bài chiến sẽ tập bắn tăng lục xây trong ao cô này ngày hơi cầm miên là pin pin phay pin phay bằng nguồn bảy watt sẽ tập xây trong ao sẽ tập bắn tăng lục miên là bắn pra thế tăng lục được 8 tháng ngày hơi tới cầm miên đây y âm đập rắm bảy rồi này cứ sẽ tập bắn tăng lục đi khi đã xa xa này ngày bộ mình nhận ra cho nên là có bóng bàn ok mình sẽ ra luôn con phải pin phải mỗi chặt châu mà thì đang có trong tôi có mong không ok ok trang con chuẩn bị bye bye.